Xin chào, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm bánh mì ha. Bánh mì khoai tây phô mai. Và mình có thêm bạch bột heo, heo xù với cái trứng gà. Muối ha, tiêu, đường. Bây giờ mình đi làm phô mai, đi làm khoai tây nha. Trước mình xác ra. Xác ra là mình luộc ha. Mình đổ nước vô ngập khoai rồi mình đi luộc ha. Bắt mình cho xíu muối nè. Nãy giờ bánh mì ha, mình đi làm bánh mì. Là mình ăn nhiều, mình làm nhiều nha. Làm bao nhiêu cái? Cái mặn. Cái này mình cá mặn ra cho mình cắt. Giờ cái khoai tây mình luộc xong rồi, luộc xong mình vớt ra, giờ mình đánh nhuyễn ra nha. Tán hết ra nha, tán hết xuống rồi. Tán rồi không? Chọn xíu tiêu không? Chứ muối nữa. Rồi mình đánh đều ra nha. Để giờ cái trứng mình đập cho trứng ra ha. Chờ trứng đánh xong để qua bên mình đi gấu với mày. Mình chấm phô mai nha. Và bỏ tiếp khoai tây ra.
bỏ phô mai ra nữa, mình gói lại. Đàn nó lại vậy ha. Mình làm tiếp. Bỏ lớp phô mai lên nè. Rồi cái nãy giờ mình bỏ vô trứng nha, mình lăn qua trứng. Lăn qua bột nở nha. Rồi. Rồi tới tiếp tục. Mình cứ làm vậy cho hết bấm nha. Chả lên cho nóng, chả thôi. Chả là mình đổ dầu vô. Giờ mình cho nóng dầu ha. Nóng dầu là mình thả bấm vô. Chưa nóng lắm mình ra. Vàng là mình lật lại nha. Bây giờ vàng đều hết rồi nha. Mình chết thôi. Vàng đều hơi mặt rồi. Mình chiên xong rồi giờ mình bẻ ra thử nha. Bạn nhìn nè. Đó, phô mai nó kéo nè, đó. Ngon ha. Để bạn là thưởng thức nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Tạm biệt các bạn.